cơ sở sản xuất chống chiêng chuồng bò Tiến Duy. Hôm nay đã nằm ngày mùng 1 tháng 9 năm 2024, cơ sở Tiến Duy đang bàn giao một chiếc chậu bộ chống trường học cho trường tiểu học Tân Lập ở huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước ạ. Đây là cơ sở Tiến Duy là review thực tế tất cả các sản phẩm của bên cơ sở Tiến Duy sản xuất cũng như bàn giao tới quý khách hàng. Nếu các quý hàng mà tại Bình Phước mà có nhu cầu mua chống trường học, chống đoàn đội, bục phát biểu, bục tượng Bác, hoặc là mua chiêng, mua chống, mua chuông, mua mó, xin liên hệ bên cơ sở Tiến Duy qua số hotline 0973435444 để được tư vấn và đặt hàng, hoặc có thể truy cập vào website daihongchung.com.vn để biết thêm chi tiết về các sản phẩm của bên cơ sở Tiến Duy. Cơ sở Tiến Duy giao hàng tận nơi cho quý khách hàng ạ. Cơ sở Tiến Duy xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Ba muốn xong lễ phải có cái ấy để treo cái dùi ở đó. Ở trường mình là trường tiểu học Tân Lập mà mình có hai cơ sở. Cơ sở đây với cơ sở bên trong kia. Dạ. À dạ. Ngày xưa nó là một trường với hai trường sắp nhập lại. À một trường ngày xưa trong đó là một trường. À dạ. Có sắp nhập lại. Hai trường ngày xưa là đều chọn quốc gia. Dạ. Như bên bên Bình Dương bây giờ bên bên Bình Dương giờ nó có cái trường tiểu học, trung học, cơ sở gộp chung luôn này. Ở đây cũng có trường gộp hai cấp. Hai cấp đó này. Dạ. Bình thì gộp lại nhưng mà nó một cấp. Bình Phước thì ít á. Nhiều đấy. Bình Phước cũng nhiều đấy. Nhiều. Còn cái đấy cũng nhiều đó. À dạ. Còn bên đây thì gộp hai cấp. Gộp một cấp được học lại với nhau. Dạ. Cái hai cái phòng đầu tiên cái công tác là xử lý của công ty nước nó thay quản khác nên bây giờ nó lại nước vào. Xong rồi kia ơi. Dạ. Đi xuống đấy ta chưa hết. Dạ. Dạ vâng ạ, anh cảm ơn thầy. Dạ dạ. Dạ vâng ạ. Dạ dạ, anh cảm ơn thầy. Cho em quay tí. Review thực tế. Cơ sở Tiến Duy bàn giao bộ chống trường học cho trường tiểu học Tân Lập ở huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước ạ. Dạ. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 9 năm 2024 ạ. Chuẩn bị khai giảng năm học 2024-2025 ạ. Cơ sở Tiến Duy xin chân thành cảm ơn. Mà nó rột thì nó phải có nước xuống chứ.